Luật sư xếp hàng test COVID-19 tại phiên tòa đại án cao tốc, nghìn tỷ vừa đi đã hỏng. Sáng 23 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 36 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Phiên tòa do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa, dự kiến diễn ra trong một tháng, cả ngày cuối tuần. Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi đôn đốc. 36 bị cáo trong vụ án này gồm Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Quang Hào đều là cựu phó tổng giám đốc công ty đầu tư phát triển đường cao tốc VEC, Hoàng Việt Hưng, cựu giám đốc ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi và 33 bị cáo khác nguyên là cán bộ kỹ sư đơn vị tư vấn giám sát, cùng bị xét xử về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Trong vụ án này, VEC được triệu tập tới tòa với tư cách là nguyên đơn dân sự. Ngoài ra, tòa cũng triệu tập gần 50 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, có 61 luật sư đăng ký bảo chữa cho 36 bị cáo. Từ sáng sớm 23 tháng 11, lực lượng an ninh đã được bố trí để đảm bảo an ninh an toàn cho phiên xét xử. Để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu những người tham dự phiên tòa phải có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 theo quy định. Ngoài ra, cơ quan này đã huy động 2 kíp y tế tổ chức test nhanh cho các luật sư, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan mà không có kết quả xét nghiệm. Từ 7 giờ sáng 23 tháng 11, hàng chục luật sư, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã có mặt tại tòa xếp hàng để test nhanh COVID-19 tham gia phiên tòa. Khoảng 7 giờ 15 phút sáng cùng ngày, các bị cáo được áp giải tới tòa phục vụ xét xử. Theo cáo buộc, dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi do VEC làm chủ đầu tư có tổng chiều dài hơn 139 km từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là công trình trọng điểm quốc gia có vốn đầu tư hơn 34.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi vừa khai thác tại đoạn đường thuộc giai đoạn 1 thành phố Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Nam đã xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, gây bức xúc trong nhân dân. Kết quả điều tra xác định 7 trên 7 gói thầu thuộc giai đoạn 1 của dự án không đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án, chiều dài bê tông nhựa không đảm bảo quy định, độ rỗng dư, hàm lượng nhựa, hệ số thấm không đạt yêu cầu. Các vật liệu khác của dự án như đá dăm có nhiều chỉ số kỹ thuật không đạt yêu cầu, dẫn đến chất lượng công trình không đảm bảo. Mặc dù giá trị các hạng mục công trình xây dựng không đảm bảo, nhưng chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã tiến hành nghiệm thu, thanh toán số tiền hơn 811 tỷ đồng cho các đơn vị.